Vụ Nhật Cường Mobile sẽ bắt cán bộ nào? Bài viết được đăng trên trang Facebook Trương Châu Hữu Danh. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Tại cuộc họp này, thường trực Ban chỉ đạo thống nhất bổ sung Nhật Cường vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đây là vụ buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan. Đặc biệt, các sở ngành liên quan nhiều nhất đến Nhật Cường là Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Thông tin Truyền thông với những gói thầu vài chục tỷ đồng. Đáng chú ý, người ký các hợp đồng với Nhật Cường có trường hợp ông Phạm Văn Khương, thời điểm ký là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, đã mất do nhảy lầu từ tầng 27 xuống. Trong khi đó, người ký với ông Khương là Bùi Quang Huy, đang bị truy nã đỏ. Vụ án này, Nhật Cường đã loại rất nhiều ông lớn trong lĩnh vực phần mềm, kể cả là FPT để thắng thầu. Theo hồ sơ, để có đủ tư cách loại các ông lớn ra khỏi vòng chiến, Nhật Cường đã ký một hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp trị giá lên đến 40 tỷ đồng với vợ một cán bộ cấp cao tại Hà Nội. Đây là hợp đồng nhằm hợp thức hóa hồ sơ năng lực cho Nhật Cường để loại đối thủ cạnh tranh từ vòng gửi xe. Hiện có nhiều cán bộ của Hà Nội, kể cả là đã nghỉ hưu liên quan đến vụ án, đã bị cấm xuất cảnh. Những ngày tới, tình hình củi lửa sẽ rất căng thẳng và không có vùng cấm. Có những hồ sơ tôi phải đổi bằng cái giá rất đắt, ví dụ như cả cơ quan bị ăn hành, bốc hơi một số trang thông tin điện tử, bị ăn phạt v.v. Tôi đều có ghi chép lại, từ từ rồi sẽ tính. Vụ anh Khương là một điều đáng tiếc, anh ấy ký là trái luật. Nhưng theo phân công, tôi đã phải thu thập thông tin từ rất lâu, làm báo có những vụ việc bạn phải mất vài tháng, có khi vài năm, đừng có nôn nóng. Một tuần sau khi công an Đông Anh biểu tình, ông Trọng quyết định trảm Nguyễn Đức Chung. Không nằm ngoài dự đoán, khi công an biểu tình là bên trong chính quyền Hà Nội có người phải bị trảm. Cuộc biểu tình đó là nhắm vào lợi ích nhóm có dính dáng đến đương kim chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Từ khi cuộc biểu tình nổ ra, giới thạo tin đánh giá thế nào Nguyễn Đức Chung cũng bị đưa vào tầm ngắm. Quả thật, sau đúng một tuần, ông Nguyễn Đức Chung đã bị Nguyễn Phú Trọng đưa lên thớt. Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất bổ sung vụ án buôn lậu, rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán tại Công ty Nhật Cường và các đơn vị liên quan vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Quốc Vượng làm việc ráo riết vấn đề này để moi ra sai phạm của Nguyễn Đức Chung và nhóm lợi ích sau lưng. Ngày hôm nay, 18 tháng 11, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban chỉ đạo đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng. Không biết lần này Nguyễn Đức Chung chạy đâu cho thoát. Có lẽ sau Đinh La Thăng ở Sài Gòn là Nguyễn Đức Chung ở Hà Nội. Có thể lắm chứ, tại sao không? Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã thống nhất bổ sung vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan vào diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trước mắt, để phanh ra sai phạm của Nguyễn Đức Chung thì Nguyễn Phú Trọng cần tập trung vào vụ án Nhật Cường Mobile trước, rồi từ đó mới moi ra sai phạm khác có liên quan đến nhóm lợi ích cướp đất của Công an huyện Đông Anh. Vì sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương không xử lý Chung Con? Chung Con là biệt danh của Nguyễn Đức Chung, hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sở dĩ Chung Con có biệt danh này là vì Chung Con là con nuôi của nhiều quan chức cao cấp. Chung là ủy viên Trung ương trẻ của khóa 12. Song, chúng tôi xin gọi tên tục của ông Chủ tịch thủ đô là Chung Con cho nó gần với dân. Mà gần với dân hơn, để nghe dân chửi ông như tế sống mà ông vẫn chơ chơ. Chủ tịch Chung Con sinh năm 1967, quê ở Phú Thọ. Nguyễn Đức Chung là học viên cảnh sát D11 khóa 1985-1990. Có mọi thứ đều bình thường, không có gì là đặc sắc, ngoài chuyện cù lần. Tốt nghiệp ra trường, Chung Con được phân công về đội trọng án, phòng cảnh sát điều tra công an Hà Nội, từ hồi phòng này còn ở cuối phố Sinh Từ, Nguyễn Khuyến, gần Văn Miếu. Trước đây, cứ mỗi lần thấy Chung Con ở đâu thì mấy cậu công an Hà Nội thường chỉ tay và chửi đờ mờ, thằng này vừa rồi theo diện đen, nguyên đội phó nhận chạy cả án tử hình.
Cuối cùng gia đình tử tù người Phú Thọ tiền mất tật mang, con trai vẫn y án nên ức quá rồi tố giác, kết quả là bị kỷ luật cả một đám. Theo lời các bạn bè học cùng trường đại học cảnh sát với chúng con kể lại, bản chất như vậy đã ăn vào máu chúng con từ lâu. Với trình độ học thức hạn hẹp, nhờ có các ông bố nuôi nâng đỡ nên chúng con thăng tiến chóng mặt. Và theo đó, chúng con cũng phải lo vơ vét bản thân để bù lại vốn đã bỏ ra chạy chức trước đại hội. Ngay sau khi lên chức, chúng con đã phải tính bài để các công ty sân sau của mình nắm được các khâu trọng yếu của thành phố, và kết quả như đã biết là việc độc quyền chế phẩm Red Oxy Ba C, làm sạch ao hồ và công ty Nhật Cường buôn lậu điện thoại năm 2016 khi chúng con lên chức, lập thêm Nhật Cường xuất que. Đầu tiên, khi biết mình được quy hoạch trung ương và làm chủ tịch thành phố, chúng con lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic ngày 2 tháng 11 năm 2015. Công ty chưa từng có kinh nghiệm xử lý ô nhiễm, có trụ sở chính tại 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Địa chỉ này cũng là nơi siêu thị Minh Hoa do vợ chúng con đứng tên đang hoạt động. Giám đốc công ty là con trai của chúng con, Nguyễn Đức Hạnh. Vụ việc này được báo chí cả chính thống và mạng xã hội đều biết, nhưng chúng con đã mang tiền đi mua chuộc nên chỉ còn báo điện tử làng mới là còn giữ bài viết. Sự việc trở nên tệ hại là sau chuỗi ngoại giao của Thủ tướng Phúc tại Nhật, doanh nghiệp Nhật Bản biết thành phố Hà Nội có mục tiêu làm sạch môi trường sông, hồ trên địa bàn. Tháng 4 năm 2019, doanh nghiệp Nhật Bản đã sang Việt Nam gặp Thủ tướng Phúc, ngỏ ý muốn làm miễn phí cho Hà Nội bằng công nghệ Nhật. Thủ tướng đồng ý và giao Hà Nội làm việc. Tháng 5 năm 2019, chúng con miễn cưỡng phải cho doanh nghiệp Nhật Bản được bắt đầu các bước thử nghiệm và vụ xả nước Hồ Tây 10 năm chưa xả đã nhấn chìm mọi kết quả của chuyên gia Nhật. Đồng thời, chúng con trực tiếp thị sát việc thử nghiệm chế phẩm của công ty gia đình mình nhằm lấp liếm vụ độc quyền chế phẩm và chứng minh với báo chí, dư luận, kết quả làm sạch của công ty gia đình cũng ngang ngửa công nghệ Nhật với điều kiện triết lý mới của chúng con là dòng sông phải đứng. Thật là nực cười, việc này càng lộ rõ thủ đoạn, bản chất của chúng con trong vụ bảo kê cho công ty sân sau gia đình, bỏ túi tiền thuế của nhân dân. Nói về vụ Nhật Cường, ai cũng biết đây là công ty sân sau của chúng con. Chúng con đã chỉ định thầu hàng ngàn tỷ cho công ty Nhật Cường làm công nghệ thông tin cho toàn thành phố. Độc quyền thấy rõ khi 62 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho Hà Nội. Trước đây đều ngồi chơi, giờ chỉ đứng ngoài nhìn Nhật Cường làm kể từ khi chúng con lên chủ tịch. Vụ án Nhật Cường này được Ngọc, Tổng cục trưởng Cục C03, thực hiện bí mật theo tinh thần Trung ương, tập trung tiêu diệt tệ nạn tín dụng đen và rửa tiền. Theo thông tin đã công bố, Nhật Cường chính là đường dây rửa tiền quan trọng của chúng con. Còn mấy tội danh buôn lậu, trốn thuế chỉ là quá nhỏ so với quy mô chuyên án. Vừa qua, Ngọc để yên một chút vì thấy chúng con chạy kinh quá. Cứ chục tỷ mà đi giao dịch, không hiểu các lãnh đạo cao cấp có bị dao động không. Và Ngọc cũng chậm lại để qua vụ bỏ phiếu tín nhiệm. Ngọc chính thức lên Thứ trưởng Bộ Công an. Nay, Ngọc và Lương Tam Quang, Tránh Văn phòng Bộ Công an đã chốt lên Thứ trưởng. Ngọc phải thể hiện năng lực, chứng minh khả năng của mình, xứng đáng với vị trí Thứ trưởng Bộ Công an bằng việc bóc rỡ, làm rõ đường dây rửa tiền do chúng con cầm đầu mà Nhật Cường là mắt xích tối quan trọng. Tháng 3 năm 2019, một lá đơn tố cáo chúng con với lời lẽ đanh thép và đầy đủ bằng chứng gửi tới Bộ Chính trị được công khai trên mạng xã hội. Một lần nữa chỉ đích danh các tội danh của chúng con, hơn 20 vi phạm còn chưa làm rõ, được nêu trong đơn là rất lớn so với hai vụ việc công ty gia đình và Nhật Cường đã được phanh phui. Vậy tại sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chưa vào cuộc? Trái ngược với không khí sôi sục của người dân cả nước, tin tưởng và quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là sau kỳ họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ngày 26 tháng 7 năm 2019 vừa qua, với tinh thần tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, chủ động phát hiện và chỉ cần đâu đó có dấu hiệu vi phạm là phải xử lý ngay. Nhưng trái lại, vụ việc chúng con lại im lìm như không có chuyện gì xảy ra. Theo Điều 16 Quy định 102 QĐTU năm 2017 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, chúng con dính hết nhưng vẫn bình yên vô sự. Cứ tưởng ít nhất cũng phải đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, nhưng chúng con vẫn vô can đến mức Bộ Công an phải có văn bản đề nghị Chủ tịch Hà Nội sớm cung cấp hồ sơ tài liệu để phục vụ mở rộng điều tra.
Chúng con dựa vào cái gì mà lộng hành để không hợp tác, cản trở điều tra như thế? Ai có thể cản Bộ Công an điều tra đương sự là Ủy viên Trung ương, chỉ có thể là Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hơn nữa, đơn tố cáo có tên người làm đơn, địa chỉ, điện thoại đàng hoàng. Người thật việc thật theo quy định của luật khiếu nại tố cáo thì phải tiếp nhận xử lý, nhưng đến nay vẫn biệt tâm. Đơn gửi Bộ Chính trị thì Bộ Chính trị phải xử lý và phân công Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành thẩm tra xác minh ngay. Đồng thời giao Văn phòng Trung ương Đảng đôn đốc kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện để báo cáo lại Bộ Chính trị, nhưng sắp 5 tháng mà vẫn im lìm. Theo thông tin đang lan truyền, ai cũng biết, nhưng chỉ vài người ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương là không biết, thì chúng con đã ôm tiền hàng chục tỷ đến gặp Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xin giảm tốc độ, câu giờ, chờ an bài cho Huy Nhật Cường định cư. Đồng thời không để Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc điều tra, xử lý hàng loạt sai phạm trong đơn tố cáo đã nêu. Đúng như Tổng Bí thư nói, trước thì trên nóng dưới lạnh, nay thì trên nóng dưới đã ấm lên nhưng vẫn còn chậm. Vì sao vậy? Vì tiền của chúng con quá nhiều đến mức để có thể làm biến chất bất kỳ ai dưới quyền Tổng Bí thư.